Xin chào, hôm nay mình sẽ kiểu là một guitar talk. Mình nói về quá trình tự học guitar của mình. Đó, quá trình tự học guitar mình. Thì đầu tiên mình đến với guitar thì với mục đích là kiểu mình nghe được một bài cover bài Con Trai Biết Ơn Cây của anh Phạm Bình Thái Ngân ấy. Đó, anh ấy kiểu đánh kiểu vãi. Mình thấy kiểu anh ấy đánh kiểu cover với guitar hay vãi, thế vào mình quyết định học guitar. Thì mình bắt đầu mình kiểu học guitar vào lúc đợt tháng 4 năm 2020, đợt dịch ấy. Đấy đợt dịch. Thì đợt đấy mình tự học hết. Mình lúc đấy mình mượn một cái guitar của một ông anh trong cùng câu lạc bộ với mình. Thì ông anh đấy kiểu như là ông ấy cho mình mượn một cái guitar luôn ấy. Thế về nhà vào mình tập. Ông chỉ là nên tập bài Một Đêm Say, Một Đêm Say của Thịnh Suy. Đấy, thì mình tập bài Một Đêm Say thì ông ấy chỉ thuộc mình một điệu, đó là điệu blue. Đó, kiểu như này. Đó, ông ấy chỉ mình tập điệu blue. Nhưng mà mình kiểu mình học theo ấy. Nhưng mà mình bác sai lầm ở một điểm là điệu blue ấy, nó rất là khó. Tại vì nó rất nhiều nhịp nghỉ. Với một thằng kiểu mới bước chân giáo vào cái chơi guitar này, không biết gì về nhịp, không biết gì về kiểu một tí nào cảm âm các thứ, thì tức là chơi kiểu điệu blue nó sai nhịp bé bé luôn. Đây nha, mọi người nghe thử nha. Đó, đấy, như mọi người vừa nghe nó, điệu blue mình ở đợt thời điểm đấy thì mình chơi kiểu nó sai nhịp bé bé luôn. Thế là mình mất một tuần, mình cứ tập đi tập lại, nó không lên tí nào cả, nó chơi vẫn kiểu sai nhịp. Thế là mình không tập nữa, mình vứt cái đàn theo kiểu gọi là một xó ấy. Thế xong mình nghỉ tập tầm khoảng một tuần, mình không tập gì mà, thì mình nản. Thì mình vô tình mình xem được một clip của anh Hiển Dâu, anh ấy hướng dẫn bài Có Chàng Trai Bên Cây. Thế bắt đầu mình tìm lại được kiểu nó gọi là cảm hứng tập guitar ấy. Thế là mình bắt đầu mình học theo anh Hiển Dâu, lần đấy mình chỉ cần đánh được nhẹ vui rồi. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây. Đó, lúc đấy mình mất tầm khoảng 2-3 tuần gì đó mình có thể mình đánh được như này, có thể tự đánh tự hát được bài Con Trai Viết Lên Cây. Đó, sau bắt đầu từ đợt tháng 4 đấy mình kiểu mình cứ chơi cứ tập đến tầm khoảng đợt tháng 11, bắt đầu ở đấy mình kiểu mình muốn tìm hiểu thêm về thế giới fingerstyle, mình muốn kiểu chơi thêm về finger. Thì bắt đầu mình xem được một clip lần cuối, solo gần cuối của anh Haketu. Đó, thì bắt đầu mình tập tành kiểu món nốt nhạc, rồi mình tìm hiểu về nốt nhạc. Đó, mình tìm hiểu về nốt nhạc thì mình mất tầm khoảng một tuần, thì mình mò được những nốt nhạc của bài lần cuối. Mình mất một tuần mình mò được bài lần cuối. Thì lúc mình mò theo kiểu là nếu mà mình sẽ hát nốt nhạc kiểu hát như này: nhìn quanh lần cuối, mình thấy nốt này hợp lý, nhìn quanh lần đó. Những lúc mình sẽ hát nốt nhạc và mình sẽ mò trên đàn, mò trên kiểu thang âm của đô trưởng, kiểu gồm nốt do re mi fa sol la. Đó, mình mò trên thang âm của đô trưởng, mình cứ mò thôi. Trường hợp nào mình bí quá nhá, thì mình sẽ mở clip kiểu solo của anh Haketu ra ấy. Mình sẽ nhìn thấy tay của anh đấy, rồi mình sẽ mò theo. Còn trường hợp nào mà mình kiểu bí quá đến mức mà mình không mò được nữa ấy, thì mình sẽ đọc tab, mình sẽ nhìn tab. Đó, mình sẽ nhìn tab. Thì bài lần cuối mình mò mất tầm khoảng một tuần. Mình mò mất một tuần thì mình cứ sai mình mò lại, sai mình mò lại. Thì mình mò được tầm khoảng 95%, còn lại 5% lại thì mình sẽ nhìn tab. Sau khi mò nốt nhạc thì mình lại kiểu như là nó không cảm được nhịp ấy, mình không cảm được nhịp của các bài đấy, thì mình đánh bài lần cuối sai nhịp, nhịp sai bé bé luôn. Đó, mọi người cùng nghe nhá. Như mọi người vừa nghe thì bài lần cuối mình vừa đánh ấy,
thì nó gọi là sai nhịp bị bé bét luôn, sai kiểu thảm hại luôn đấy. Thì sau đợt đấy mình cũng tập thêm cả một bài nữa, bài River Flowing You đó, nó cũng sai nhịp, mọi người có nghe thử nhé. Sai nhịp hết. Thì sau cái đợt đấy mình kiểu mình cứ chơi chơi lại, xong mình bắt đầu mình tập, mình kiểu mình học được một thêm nó gọi là một skill của tay phải, là kỹ năng kiểu nhảy. Đó, thì bắt đầu mình áp dụng cái kiểu kỹ năng vẩy này đó vào finger. Thì bắt đầu mình sẽ kiểu như là 1 kiểu nó như là nó không bị sai nhịp nữa. Thì lúc đấy mình cứ kết hợp bài lần cuối với cả cái vẩy này đó, nó sẽ nghe như này. Đó, thì hầu như là mình kiểu vẩy thế thì sẽ không sai nhịp rồi, không sai nhịp được. Đó, mình cứ chơi nhiều như thế. Thì sau cuối cùng mình đến một mức nào đó thì cái kiểu nó gọi là nó có một cái cảm nhịp trong người ấy. Thì bắt đầu mình chơi được bài lần cuối không cần vẩy nữa, nó sẽ nghe như này. Thay vì là chơi bài đấy ở đô đúng không, thì mình sẽ chuyển soạn nó thêm ở son, thêm la trưởng hoặc mi trưởng đó. Lần đấy mình thử thách bản thân với bài hát Mascara của Chili đây nhá. Lần đấy mình chuyển soạn bài đấy trên đô trưởng, nó sẽ nghe như này. Kiểu chuyển sang đô rồi mình thấy kiểu nếu ở tông khác thì sẽ như nào, thì ví dụ ở la trường thì nó sẽ như này. Sau khi chuyển sang ở la trường thì mình nghĩ là nếu ở tông son trường thì nó sẽ như nào, thì nó lại. Thường thì mình sẽ chọn một bài hát kiểu như là ballad ấy. Thì mình thường ballad nhẹ nhàng thì tiến trình hoàn thành đi nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng dễ hơn. Chứ mới đầu mà mình mà mở nhạc ngọt ấy, chắc chết luôn ấy, không mở mỏ luôn. Thì là đấy, bài đầu tiên mình mò là bài Anh Ở Lại của Chipu. Thì bài đấy khá là dễ. Bài đấy đầu tiên đều kiểu đi rất là đơn giản ấy. Thì bài đấy mình mò được đúng tầm khoảng được 90% thôi. Còn một số hợp âm sai thì mình sẽ kiểu gọi là xem các hướng dẫn ấy. Thì kiểu nói chung cảm âm mà, cảm là cảm giác, còn âm là âm thanh, tức là cảm giác về âm thanh. Thì nó không có một công thức nào kiểu cụ thể để mình học ấy. Mình phải luyện nhiều, luyện nghe nhiều ấy à, nghe tông chủ của bài hát, lúc nào nó hát về tông chủ, lúc nào nó hát sang tiến trình này, tiến trình kia. Nói chung phải nghe nhiều lắm. Thì mình có một lời khuyên cho các bạn kiểu mới tập ấy, thì thay vì là mình tập mấy điệu kiểu như blue ấy,
theo kiểu nó dài đó, thì nó kiểu nó không có nhịp nghỉ ấy, thì mình tập sẽ dễ dàng hơn đó, đó nó sẽ như thế. Tab Talk đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người, bye bye.